cha là ngọn núi Thái Sơn, công ơn to lớn sánh ngang biển trời. Một đời mưa nắng ngược xuôi, không than khó nhọc, không mang gian lao. Mai sau con lớn khôn rồi, con xa cha mẹ, gắng thành người nghe con. Thành người nghe con. Xin người hãy nhớ ai ơi, phận con chưa hiểu làm đâu. Một lòng ghi nhớ ơn sâu. Ngày xưa châu ướt mẹ nằm, nơi khô con sẽ ngủ yên giấc nồng. Mẹ là vầng sáng thiêng liêng, mẹ như dòng suối dịu hiền, mẹ là ngọn đuốc trong đêm cho con ánh sáng vào đời. Mong con khôn lớn nên người, bao nhiêu vất vả cuộc đời mẹ dành riêng mẹ mà thôi. Ai ơi hãy nhớ đừng quên, công cha nghĩa mẹ đáp đền chưa xong. Đừng làm cha mẹ đau lòng, làm con không hiểu sẽ không thành người. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cha là ngọn núi Thái Sơn, công ơn to lớn sánh ngang biển trời. Một đời mưa nắng ngược xuôi, không than khó nhọc, không mang gian lao. Mai sau con lớn khôn rồi, con xa cha mẹ, gắng thành người con ơi. Xin người hãy nhớ ai ơi, phận con chưa hiểu làm đâu. Một lòng ghi nhớ ơn sâu. Ngày xưa châu ướt mẹ nằm, nơi khô con sẽ ngủ yên giấc nồng. Ai ơi hãy nhớ đừng quên, công cha nghĩa mẹ đáp đền chưa xong. Đừng làm cha mẹ đau lòng, làm con không hiểu sẽ không thành người. Xin người hãy nhớ ai ơi, phận con chưa hiểu làm đâu. Một lòng ghi nhớ ơn sâu. Ngày xưa châu ướt mẹ nằm, nơi khô con sẽ ngủ yên giấc nồng. Ai ơi hãy nhớ đừng quên, công cha nghĩa mẹ đáp đền chưa xong. Đừng làm cha mẹ đau lòng, làm con không hiểu sẽ không thành người. Đừng làm cha mẹ đau lòng, làm con không hiểu sẽ không thành người. Hãy làm cha mẹ vui lòng, mẹ cha là Phật, Phật là mẹ cha. Với con cha không là như cánh cò, không ví giàu như mẹ đã từng ru con, nhưng thương vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Một tình thương cha rộng lớn vô bờ.
vẫn ngủ trong tiếng mẹ âu ơ. Trong ca dao có cánh cò ấp ủ, trong cổ tích từng đêm ba thu thi, nhưng con chỉ yên lòng khi ở cạnh bên cha. Tháng năm qua con không hề quên kỷ niệm, bên ánh đèn cha kèm con học mỗi đêm. Bởi có cha con vững vàng tiến lên, mồ hôi cha đã đầm ướt luống cây. Nay con khôn lớn nên người, mình cha chiếc bóng bên đời quạnh hiu. Công cha như núi cao vời, làm sao báo đáp biên trời tình cha. Cha không là như cánh cò, không ví dầu như mẹ đã từng ru con, nhưng thường vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Một tình thương cha rộng lớn vô bờ. Con vẫn ngủ trong tiếng mẹ âu ơ. Trong ca dao có cánh cò ấp ủ, trong cổ tích từng đêm ba thu thi, nhưng con chỉ yên lòng khi ở cạnh bên cha. Năm qua con không hề quên kỷ niệm, bên ánh đèn cha kèm con học mỗi đêm. Bởi có cha con vững vàng tiến lên, mồ hôi cha đã đầm ướt luôn. Nhân tố nhân văn nhân an thả
đã về chưa mà nắng tắt ngang lưng trời, lá vẫn còn xanh cơn sao lá sầu dội rơi. Về lại cô hương giữa chiều buồn nhớ thương, lệ nhỏ mắt dương khóc cha đã xa ngàn phương. Con ngỡ thời gian tuổi thơ mới như hôm nào, cha vẫn kề bên nắng mưa dãi dầu ngược xuôi. Nụ cười của con nỗi buồn nào của cha, bạc màu tóc pha để con vui bước trong đời. Nhớ quá cha ơi, từng tháng năm êm đềm, giờ biết đâu để tìm giữa chợ đời còn mãi không cha. Thương chốn quê xa mẹ nhớ cha thân thơ, mẹ nhớ cha thân thơ tiếng em khờ gọi cha trong giấc mơ. Mưa chẳng buồn rơi mà nước mắt sao tuôn trào, con vẫn từng đêm nhớ cha xót lòng dạ đau. Dù rằng núi cao có mòn biển có vơi, trọn đời khắc ghi tình cha tha thiết êm đềm. Trong giấc mơ mưa chẳng buồn rơi mà nước mắt sao tuôn trào, con vẫn từng đêm nhớ cha xót lòng dạ đau. Dù rằng núi cao có mòn biển có vơi, trọn đời khắc ghi tình cha tha thiết êm đềm. Dù rằng núi cao có mòn biển có vơi, trọn đời khắc ghi tình cha tha thiết êm đềm. Thank you.
quan viên hữu vị Việt Nam Quốc ở Nam tỉnh, thành phố Phủ Lý, Bình Giang, Gia Thông, Nam Căn, đi vô gia cư thường vùng phải cá nhiên cung hàng là Hà Đạo Thị Tiết Nữ Tử, Nguyễn Thị Nhất Tế Tử, Nguyễn Đức Ngành Nội Tôn, Nguyễn Phiên Tú, Nguyễn Giữ Tiêu Trường Tôn của Công Hà Mãi Ký Loa, Đầm Tiết Nữ Vinh Quang Phúc Thọ Long Thần, và Tiết Văn Giáo Kinh Giang Ngày 11 tháng 9 năm Tân Triều Niên. Thank you.
hội chủ nhiều việc đã làm quê tân xỉu cứu nguyện lý thật nhất nhật là Hà Nam tỉnh phú sáng sáng miền cạn thôn cô từ nam từ nguyện nghĩ viết kiên ngôn từ đặng thị tuyết nữ từ nguyện thị nhất tây từ dương đức anh quyết tâm cần riêng năm phù nàng thanh chức canh sản phẩm vật ta phi nghi nguyện viết đi học chân minh tỏa tiền phiền thấp di phủ thân tiểu báo ơn sinh thành thứ ba chúng con biển hương canh nắng nữ tế tỏ lòng y thương cha khóc cảm ơn cha kính đọc bái lạy linh hồn trả ra ngữ ngay linh ngã sang hay buổi trưa nay cha về thiên đường cực nặng xin lạnh trên cho tươi hạt kịp mà về hay ra về địa phủ âm đi xin đức địa tạng hộ trì cha nên hay cha đang phán phất trong đền yên tất cuối xin cha rào gọt nhanh chân mẹ con cần vai âm cần bà con thân thích trở về điểm con chỉ biết cúi đầu cam tạ dưới suối vàng trà thô chắc cho trên rượu nhà con cầm tay rót mâm cơm ở thường giấc ngọt tình như khi con còn bé chẳng còn ai sẽ quan tâm ngồi bên được làm cha mới biết núi cao vời vợi, bao giờ ai được làm cha mới xót xa chín tháng đau của mẹ. Cha thời không mang nặng đẻ đau, nhưng nhìn mẹ đau cha đau gấp hơn trăm lần. Mẹ thời đứt ruột chôn nhau, nhưng có cha mẹ chẳng đau trong già. Dạ.
bao giờ ai được làm cha mới biết lo xa lo gần. Bao giờ ai được làm cha mới thấm câu nước mắt rơi xuôi dòng. Chưa một lần con được nhìn cha khóc, nhưng nhìn mẹ khóc cha giấu giọt lệ sâu. Mẹ cười nhìn con mình khôn lớn nên vô tình làm nước mắt cha rơi. Làm cha ai được làm cha mới thấy trời bao la, mới biết ơn sinh thành. Những khi dỗ dành con ôm con đau, làm cha ai được làm cha mới thấy mình bao dung, mới biết thương vô cùng. Lúc con bập bẹ gọi tiếng cha mẹ, cha già vẫn thương dạy con những lúc con thơ dài khờ. Bây giờ con được làm cha mới hiểu ra hai tiếng la rầy. Xin thời gian chậm chậm trôi để tóc cha mà được cao làm cha đi mang vui lúc cha tuổi già. Ai được làm cha mới biết lo xa lo gần. Bao giờ ai được làm cha mới thấm câu nước mắt rơi xuôi dòng. Chưa một lần con được nhìn cha khóc, nhưng nhìn mẹ khóc cha giấu giọt lệ sâu. Mẹ cười nhìn con mình khôn lớn nên vô tình làm nước mắt cha rơi. Làm cha ai được làm cha mới thấy trời bao la, mới biết ơn sinh thành. Những khi dỗ dành con ốm con đau, làm cha ai được làm cha mới thấy mình bao dung, mới biết thương vô cùng. Con bập bẹ gọi tiếng cha mẹ, cha già vẫn thương dạy con những lúc con thơ dại khờ. Bây giờ con được làm cha mới hiểu ra hai tiếng la rầy. Xin thời gian chậm chậm trôi để tóc cha mãi xanh như hôm nào, để nhìn con mình được làm cha đi mang vui lúc cha tuổi già.
thời gian chậm chậm trôi, để tóc cha mãi xanh như hôm nào, để nhìn con mình được làm cha niềm an vui. Lúc cha tôi già, trôi đầu nguồn suốt đời vì con gian nan, ân tình đắm sâu bao nhiêu, cha hỡi cha già kính yêu. Và con nhớ mãi những ngày tháng con, năm nào có phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con đường lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Cho sạch rách sao cho thơm, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già kính con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào có phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con đường lớn. Những
anh dài. Nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già kính của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già kính yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha hỡi cha già kính. Thương cho con tôi giữa dòng đời xoay ngược, con trẻ dại khờ biết nương tựa vào ai. Cha tôi tóc ngả màu phai, cha tôi đời phong sương mấy ai. Lo cho đàn con đi lớp khôn tự thuở chào đời, quàng chi nắng mưa dài quằn dài gánh cả cuộc đời. Cha tôi áo bạc sườn dài, cha tôi đắng cay bao ngày. Mà nào than chi mong con khờ lòng con ấm no, khó khăn nhọc nhằn cha không màng tháng ngày gian nan. Những nay còn đâu cha tôi mời xa rồi, thương nhớ làm sao tình cha bao giờ. Xa rồi bỏ lại đàn con cúc côi, bỏ lại con thơ bao đêm ngày trong ngóng trời xa. Nhưng nay còn đâu cơn mưa bão trong đời, con nước ngựa xuôi đời con trẻ mồ côi. Đông, ai nâng ai đâng.
rồi thương nhớ làm sao tình cha bao dạt dào. Cha đã xa rồi bỏ lại đàn con khúc côi, bỏ lại con thơ bao đêm ngày trong ngóng trời xa. Nhưng nay còn đâu trong đời, con nước ngựa xuôi đời con trẻ mồ côi. Tiếng gió kêu than tìm đâu người cha thua nào, nức nở quặn đau giờ đây thiếu vắng cha rồi. Mong ngồi ông Nguyễn Hữu Học được tin ông 20 về hội người cao tuổi lâu năm, hội các già hương cát cùng tổ Phật tử hương cát có nén hương thơm, có cỏng hoa tươi đến kính dưỡng hương hồn công. Nghèo nghèo cung thơ coi cúc giữa đêm trường, mẹ nhìn quanh đánh lẽ bạn trong đời. Con quỳ con lại mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Năm dài tháng rộng gian lao, nuôi đàn con khôn lớn nên người. Ân tình sâu đậm mẹ cha thương con vô bên vô bên. Công cha như núi cao vời,
nghĩa mẹ như nước biển khơi dạt dào. Nhớ những đêm lạnh giá cha ôm con sưởi ấm trong lòng, nhớ những ngày con ốm đau mẹ thương con thức trắng đêm thâu. Nay con về đây bao năm ngược xuôi bôn ba thăm lại mẹ cha, đêm ngày mong chờ tin con quỳ con lại mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Bây giờ con đã về đây nhưng mẹ cha nơi chính suối chân mây. Ơn sâu nghĩa sinh cho chúng con vì chúng con mà cha phải gian nan vất vả, vì chúng con mà cha phải tất tả sống hôm cho chúng con được áo ấm cơm no, cho con học chữ để con nên người. Cha ơi, người đời thì vá áo bằng kim, đau lòng mất cha mà chúng con biết vá tim bằng gì, sợ lòng biết nói điều chi, ngực ngơ tìm cha mà biết đi đường nào. Ruột chúng con thì đau như cắt như bào, bây giờ mất cha mà biết sống thế nào cha ơi. Thành đàn cha về cõi trời, cha để cho chúng con cõi cốt buồn phiền lắm thay. Thương cha cho con biết nói sao đây, nhớ cha cho con khóc gọi ngày dày hơn tên. Giờ vào ngồi đứng trầm yên, trộn lên tấm mình của cha mà cho con đọc tiếng nói sầu. Chúng con nhìn đôi mắt cha mỉm cười, đời đời cha dạy nâng đời con lên. Vì chúng con mà cha phải héo hon, cha ơi phù hộ cho chúng con nương nhờ. Giờ này đây gia phục trước tân thờ, phải xin tạ lỗi trước giờ biệt ly. Tình thân phụ tử thân
ngày biệt ly. Cúi đầu trước cha sớm nhập niết bàn, phổ cho con cháu khang cường thân vàng lá ngọc ra. Chân âm thầm người bước, nhưng bước đi thăng trầm vì xa đinh ta. Tháng năm tuổi xuân trôi nhanh vì gánh con, gánh cả cuộc đời này cha xa đi. Đời cuốn xô cha như đang lặng giữa vòng xoay, nhưng đấu tranh canh đua hơn thua với đường mòn. Bóng người cha già và chân vẫn chán xô nhau, những nếp nhăn như mình chứng là cha đã mệt rồi phải không, nỗ lực không ngừng. Mình cha nặng gánh với bao đam mê, cha vẫn vững bước mà chỉ mong sao đời con ấm êm. Oh,
con vẫn không quên ngày xưa, được cạnh bên cha ấm áp mỗi khi đêm về. Thời gian vô tâm lấy mất thanh xuân hôm nào, rồi giờ đây sức khỏe của cha gầy hao vẫn bên cạnh con, cho dù bão tố phong ba vẫn luôn dạy con sống cho nên người. Từng lời của cha mãi luôn khắc ghi trong lòng của con đi suốt cuộc đời, chẳng ai bằng cha. Cha yêu ơi, năm tháng sống bên cạnh người, dìu con đi những bước chân đầu tiên, tay bế tay bồng nệm ấm chân em, để cho con có giấc ngủ thật ngon. Cha yêu ơi, những lúc con có lỗi lầm, nhẹ nhàng khuyên răn chẳng hề trách con. Những câu chuyện cha kể suốt đêm dài, chỉ mong con thấu hiểu cuộc sống hơn. Oh,
những ai là người phải chịu tang, ông Nguyễn Viết Học trở về trước linh sàng để mỗi người thắp một tuần nhang, đi vòng quanh linh cứu để được thăm viếng ông lần cuối. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng toàn thể bà con nhân dân, được sự thống nhất của gia đình cùng họ hàng tăng tộc, vào thời gian 7:30, chính quyền cơ sở về gia đình Hiếu làm lễ truy điệu, tiến đưa ông Nguyễn Viết Học về nơi an nghỉ cuối cùng. Vậy, xin được chuyển lời của ban tổ chức tang lễ và gia đình. Trân trọng kính mời các quý vị đại biểu bước chút thời gian vàng ngọc về nhà Hiếu ăn trầu uống nước, cùng dự lễ truy điệu tiễn đưa ông Nguyễn Viết Học về nơi an nghỉ cuối cùng, được an giấc ngàn thu. Suốt 63 năm qua, những khi tắt lửa tối đèn, nằm sâu ân nghĩa xóm giềng quê hương, đói no đạp bạc ngày thường, đã xuống đồng bọc tình thương mặn nồng. Phút chia ly lệ đôi dòng lã chã, tiếng trống kèn không tả lời dư, ung dung thanh thản ngựa hồ, ân tình sâu đậm thiên thu hiền tài. Mới hôm nào đây, ông Nguyễn Viết Học vẫn còn được sự chăm sóc của gia đình cùng các con các cháu, và đặc biệt là được sự động viên thăm hỏi ân tình của bà con nhân dân xóm Hát thôn Năm, xã Đinh Xá. Mà giờ này đây, cụ ông đã nằm yên trong một khoảng không gian chợt ngập hoa thơm và điệu buồn nước mắt. Thật đúng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cò, người mất người còn, xóm ngõ tiếc thương. Dù chỉ một nén hương, dù chỉ một đoạn đường, cũng chọn nghĩa vẹn tình với người ở lại. Thanh thản người ra đi, đi mãi không có ngày trở lại. Cùng dự lễ truy điệu tiễn đưa ông Nguyễn Viết Học về nơi an nghỉ cuối cùng, được an giấc ngàn thu. Trời ơi, sớm hôm nay chúng con gọi chưa một câu, hình hài chưa nằm tố, mà hồn phách chưa nơi đâu. Bỗng phút chốc chưa trở thành người kinh cổ, chúng con cảm ơn chưa mẹ đã sinh ra chúng con, vì chúng con mà chưa phải gian nan vất vả, vì chúng con mà chưa phải tất cả sớm hôm, cho chúng con được áo ấm cơm no, cho con học chữ để con nên người. Thật đúng vậy, có lời nói mới biết nông câu, có núi con nhỏ mới hiểu tâm lao mẹ thầy. Nước có nguồn thì sông mới chảy, hạt bắp vàng có gieo cấy mới nên bông. Nước nào chẳng chảy về sông, có núi con nhỏ mới hiểu tâm lòng mẹ cha. Muôn đời tạo hóa sinh ra, làm người ai cũng mẹ cha sinh thành. Cây thì có gốc lá có cành, lá vàng rực nhựa xanh,
tràn nước mắt. Quỳ lạy Chúa mà chúng con ruột thất cơn đầu. Chùa lúc tiễn cha đi mà chúng con nghẹn ngào xót đầu. Cộng cha quý mẹ chúng con đổi đổi khắc ghi. Kể từ khi cha mẹ sinh chúng con ra, từ lúc một bàn tay thì đầy, mà hai bàn tay thì vơi. Cha mẹ nuôi cho chúng con được khôn lớn trưởng thành, chờ lo cho chúng con đủ mọi phần. Nào đâu ngờ nay cha vội rồi chẳng quy tiết. Cha ra đi, cha để cho chúng con gánh nghèo ở sầu phiền. Vâng khăn bưng miệng xót tình phụ thân, ôm dũng dực làm sao chúng con bao trả. Nghĩa sinh đành chúng con biết nói sao đây. Dẫu nước biển mênh mông không đắng bày tình mẹ, mà mây trời lồng lộng cũng chẳng phủ kín cánh cha. Mật cha hôm nay chúng con ruột thắt gan bầu, dần môi tiếng biệt mà nghẹn ngào lệ rơi. Cha ơi, xin trân trọng kính mời toàn thể thân nhân tang quyến thắp tuần nhang trầm đi quanh thi kiếu để được thăm viếng ông lần cuối trong nhà phẩm tình cha, để cháu con đời đời khắc ghi. Phải hiểu ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công ơn sinh dưỡng thế mới là hiển nhân. Vì đâu anh người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ba, uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước
trong nguồn chảy ra. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu, ai ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sinh thành. Người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công ơn sinh dưỡng, nên người tài ba hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiểu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, anh em, cô dì, chú bác, gần xa, các ông bà, thông gia, liên gia, làng trên, xã dưới, cùng toàn thể nhân dân trong thôn trở về nhà hiếu chủ đông đủ như ngày hôm nay để dự buổi lễ truy điệu và lễ an táng, tiễn đưa ông Nguyễn Viết Học về nơi an nghỉ cuối cùng, cho trọn tình viện nghĩa đối với người ở lại và người ra đi. Vậy ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng kính báo và kính mời. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu đội trống xứ Phú Lương lên nổi hồi trống, xin trân trọng kính mời. Thank you.
xin phép được giới thiệu danh sách ban lễ tang các ông bà có tên sau đây. Một, ông Ngô Văn Tuấn, bí thư chi bộ, trưởng thôn làm trưởng ban. Hai, ông Nguyễn Viết Tảo, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận làm phó ban. Ba, ông Nguyễn Thế Tảo, phó trưởng thôn, ủy viên. Bốn, ông Nguyễn Văn Lại, chi hội trưởng, chi hội người cao tuổi, ủy viên. Năm, ông Đỗ Xuân Tiền, chi hội trưởng, chi hội cựu chiến binh, ủy viên. Sáu, bà Nguyễn Thị Tính, chi hội trưởng, chi hội nông dân, ủy viên. Bảy, bà Nguyễn Thị Thắm, chi hội trưởng, chi hội phụ nữ, ủy viên. Tám, ông Nguyễn Viết Kiểm, đại diện gia đình hiếu chủ, ủy viên. Tổ chức lễ truy điệu ông Nguyễn Viết Học. Kính thưa các đồng chí đại diện cho các ủy, chi bộ, chính quyền địa phương. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể nhân dân. Ông Nguyễn Viết Học sinh ngày 12 tháng 12 năm 1959, sinh trú quán thôn 5, xã Ninh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Sau một thời gian lâm bệnh, ông được gia đình, anh em, con cháu cùng tập thể y bác sĩ địa phương đã tận tình chăm sóc, cứu chữa. Nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo, thời tiết khắc nghiệt, ông không qua khỏi được. Ông đã từ trần vào hồi 1 giờ 17 phút ngày 16 tháng 10 năm 2021, tức ngày 11 tháng 9 năm Tân Sửu. Ông hưởng thọ 63 tuổi. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, ông Học mất đi, đây là một tổn thất lớn lao với gia đình, anh em, họ tộc. Không có gì bù đắp được. Với tình cảm đó, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu vòng hoa của các đoàn đến kính viếng ông. Một, vòng hoa của cán bộ và nhân dân thôn 5 kính viếng. Hai, vòng hoa của họ nội tộc Nguyễn Viết kính viếng. Ba, vòng hoa của hội người cao tuổi thôn 5 kính viếng. Sáu, vòng hoa của hội phụ nữ thôn 5 kính viếng. Bảy, vòng hoa của hội liên gia kính viếng. Và còn nhiều vòng hoa của các cơ quan đoàn thể nơi con ông, cháu ông công tác kính viếng. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, để thể hiện tình cảm giữa người ở lại và người ra đi, với nghĩa tử là nghĩa tận ở đường đời, những nén hương trầm là cầu lối tiếc thương, ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Tuấn, trưởng ban lễ tang, đến đọc tiểu sử của ông Nguyễn Viết Học. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa hương hồn ông Nguyễn Viết Học, kính thưa các vị đại diện cho cấp ủy, chi bộ, cho chính quyền, cho ban công tác mặt trận, cho các tổ chức đoàn thể trong và ngoài địa phương. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các thân bằng quyến hữu xa gần cùng toàn thể nhân dân trong tang lễ. Hôm nay một tin buồn đã tràn về với vợ, với các con, các cháu và gia đình táng quyến. Đó cũng là niềm tiếc thương vô hạn với mọi người chúng ta. Ông Nguyễn Viết Học sinh ngày 12 tháng 12 năm 1959, sinh trú quán tại xóm Cát, thôn 5, xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù ông đã được vợ cùng các con, các cháu và anh chị em, họ hàng, thân thích tìm mọi phương thuốc hay, thầy giỏi dốc lòng cứu chữa, song vì ông mắc phải bệnh nặng, gặp phải thời tiết diễn biến phức tạp, ông không đủ sức để thắng qua nổi bệnh tật, và ông đã trút tục trần gian về quy ẩn tổ tiên ở nơi Vĩnh Hằng hồi 1 giờ 17 phút ngày 16 tháng 10 năm 2021, tức ngày 11 tháng 9 năm Tân Sửu. Ông được hưởng dương 63 tuổi. Kính thưa các cụ, công các bà cùng toàn thể lễ tang,
được sinh ra từ nơi quê nghèo, lấy đồng ruộng là nghề sinh sống. Ông Nguyễn Viết Học đã trưởng thành theo cùng tháng năm dưới sự sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ và tình yêu thương đùm bọc của anh chị em họ hàng và dân làng. Khi lớn lên, ông đã đi thoát ly làm công nhân viên quốc phòng. Đến năm 1981, ông đã xuất ngũ về đoàn tụ cùng gia đình, vợ con và bước vào xây dựng cuộc sống và mái ấm gia đình. Với nghĩa khí và tình tinh thần của người trai trẻ, ông không quản ngại những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, luôn tự thân tự lập, hăng say lao động sản xuất với niềm mơ ước dành cho các con, các cháu có những cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Ông luôn là một người công dân lương thiện, sống tình cảm, chân thành, tình nghĩa, luôn giúp đỡ mọi người trong xóm và ngoài làng. Với xã hội, ông luôn luôn tích cực tham gia xây dựng các phong trào của xóm, của thôn và của địa phương. Và bản thân ông luôn luôn hoàn thành và động viên gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước. Ngày hôm nay, ông đã gây dựng được một mái ấm gia đình gồm hai người con, một người con trai và một người con gái và đầy đủ các cháu nội ngoại. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể lễ tang, 63 năm qua với ông Nguyễn Viết Học là biết bao những giọt mồ hôi đã đổ xuống ngày ngày để ươm những đóa hồng, những mầm xanh đang sinh sôi nảy nở cùng niềm vui, mong ước bao la. Nhưng thương thay, luật vô thường là những điều tất yếu, sống chỉ là nơi tạm gửi, thác mới là chốn vĩnh viễn chúng ta mãi mãi đi về. Và đúng là sinh ký tử quy, ngày hôm nay ông Nguyễn Viết Học đã vui lòng cất bước ra đi về quy ẩn tổ tiên ở nơi vĩnh hằng. Kể từ đây, vợ ông sẽ mất, vĩnh viễn mất đi một người chồng suốt đời gắn bó yêu thương. Cũng từ đây, các con ông cũng mất đi một người cha kính yêu và mến trọng. Các cháu ông mất đi một người ông có tấm lòng bao dung, hết lòng chăm sóc. Đàn cháu thân yêu, gia đình, anh chị em họ hàng, gia tộc mất đi một người thân, nhân hậu và nghĩa tình. Bà con nhân dân xóm làng mất đi một người xóm giềng hiền hòa và thân mật. Các tổ chức đoàn thể mất đi một hội viên, nhân dân trong thôn mất đi một công dân tốt. Trước linh sàng của ông Nguyễn Viết Học hôm nay, thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn năm, chúng tôi xin có lời kính viếng tới linh hồn ông và lời chia sẻ sự mất mát đau thương cùng toàn thể gia quyến. Kính mong gia đình hãy nén những đau thương, tạo thành sức mạnh để lo toan thật tốt việc tang lễ cho ông Nguyễn Viết Học và có nhiều những biện pháp tốt, khắc phục mọi khó khăn để tiếp tục bước vào cuộc sống hàng ngày. Trước giờ phút chia ly mãi mãi, tôi xin đề nghị lễ tang chúng ta hãy đứng dậy và dành một phút mặc niệm. Cho đảng, chính quyền, các ban ngành toàn thể. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con làng chín xóm dưới. Kính thưa các vị quý khách, các ông bà thông gia, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa. Thưa ban tang lễ, ông Nguyễn Viết Học qua một thời gian lâm bệnh, ông
đã được gia đình, vợ, con cùng kết hợp y bác sĩ trong và ngoài địa phương hết lòng chăm sóc cứu chữa. Nhưng căn bệnh của ông quá hiểm nghèo và ông đã từ trần. Được sự ủy quyền thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con nơi xóm, các vị quý khách, các ông bà thông gia đã đến động viên thăm hỏi, đồng thời đến chia buồn, phục viếng, tiễn đưa ông ra nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà. Một lần nữa, tôi không biết nói gì hơn, chỉ chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân. Lời chào chân thành nhất, xin chân thành cảm ơn. Để tiếp theo công việc của ông, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con lối xóm, các vị quý khách, khi ông lên xe xong, khi đưa tang ông Nguyễn Viết Học xong, gia đình có sửa mâm cơm, ni rượu. Xin chân thành kính mời các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách về tại gia đình hiếu chủ để gia đình có đôi lời cảm tạ. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trần dương âm cảnh đã đến rồi. Thật là quê hương là chùm khế ngọt, quê hương là nghĩa lặng tình sâu, quê hương là nơi đất mẹ bắc cầu ra đi. Dù rằng gian khó hiểm nguy, quê cha đất mẹ xa thì không quên. Hôm qua mưa thảm gió sầu để cho lá xanh rụng, buôn người tiếc thương. Thật là cây xanh đã vẫn còn xanh, ông ăn ở hiền lành để lại phúc đức cho muôn đời sau. Đúng là nhân sinh 3 vạn 6 ngàn ngày, nhưng 63 tuổi ông đã qua cầu trần gian. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời các anh em thanh niên vào phòng tang chuyển linh cứu và tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin trân trọng kính mời. Cha đi rồi, cha ơi sao đi quá vội, nhà mình giờ còn con với mẹ, em gái theo chồng nghe tin buồn lòng khóc đứng khóc ngồi, nay thành mồ côi. Cha chẳng còn về như những buổi chiều, mẹ vẫn ngồi chờ bên mâm cơm rau. Gió cuốn lá đa lá rơi thềm nhà, mắt mẹ nhạt nhòa con thấy xót xa. Cả đời cha là gia đình nhỏ, mưa nắng dài dầu hun hút mắt sau. Một mình cha giữa đời xuôi ngược, nay gối mềm ấp mặt cha đi. Đời ai cũng trải qua sinh tử một lần, sao ngăn được dòng nước mắt khi xa lìa tình phố tháng. Khi xưa con bé cha diều, nay trời gió thổi buồn thiêu. Tin cha đi ngày nắng tàn, con về chân bước liêu xiêu. Con sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, thay cha thương mẹ chăm sóc cho em. Sống tốt từng ngày như cha đã dạy, nơi chốn mây ngàn cha hãy nghỉ ngơi. Kể từ nay chẳng gặp nữa rồi, bao la bầu trời cha dõi theo con. Ngàn năm nước chảy đã mòn, cha vẫn mãi còn.
sống ở trong con. Đời ai cũng trải qua sinh tử một lần, sao ngăn được dòng nước mắt khi xa lìa tình phụ thân. Khi xưa con bé cha diều, nay trời gió thổi buồn thiêu, tiếng cha đi ngày nắng tàn, con về chân bước liêu xiêu. Con sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, thay cha thương mẹ chăm sóc cho em, sống tốt từng ngày như cha đã dạy. Nơi chốn mây ngàn cha hãy nghỉ ngơi, kể từ nay chẳng gặp nữa rồi, bao la bầu trời cha dõi theo con. Ngàn năm nước chảy đã mòn, cha vẫn mãi còn sống ở trong con. Ngàn năm nước chảy đã mòn, cha vẫn mãi còn sống ở trong ân cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đồng. Núi cao biển rộng mênh mông, thù lao ai chứ khắc ghi trọn đời. Mẹ cha vì thế đất trời, phận làm con phải suốt đời kính tôn. Thiên kinh giảng quyền chỉ tôn, hiếu là hạnh Phật Thế Tôn dạy rằng. Khắp trong tất cả chúng sanh, tất nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Ân cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đồng. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao ai chứ khắc ghi trọn đời. Thank you.
ân cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đồng. Núi cao biển rộng mênh mông, tù lao ai chứ khắc ghi trọn đời. Mẹ cha vì thế đất trời, phận làm con phải suốt đời kính tôn. Thiên kinh giảng quyền chỉ tôn, hiếu là hạnh Phật Thế Tôn dạy rằng. Khắp trong tất cả chúng sanh, Phật nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Khắp trong tất cả chúng sanh, Phật nào toàn hiếu đắc thành Phật tiên. Miễn sao cho con khôn lớn
con được thành danh thì cha mẹ mới hé môi cười. À ơi, nuôi con chẳng hoàng chi thân, bơ nước mẹ nằm bên ráo con lăn. Biết khi đơn đáp khó khăn, lên non xăng đá xây lăng phùng thờ. Ôi cha mẹ quá đổi nhọc nhằn, suốt cả cuộc đời luôn hy sinh vì con trẻ. Được nên dốc nên dái thành người sáng cả, thì có ai biết chăng ta đổi lấy bằng bao giọt mồ hôi nước mắt của cha mẹ mình. Người đã cho ta biết mấy ân tình, dẫn bước con đi trong những ngày đầu chập chững, an ủi dỗ về khi con khóc đòi ăn. Nếu gặp phải cảnh nghèo thiếu trước hụt sau, cha mẹ phải tạo tần đổi lấy bát cơm ăn nào. Sự hy sinh hoàn toàn dỗ dù lời, ôi trái tim nhân từ con không thể nào quên. Cha ơi, con xin chắp tay khẩn nguyện, tâm thành cầu xin, kính mong Đức Phật trên ngài chứng minh. Lòng con tha thiết chân thành, mong sao cha mẹ được phận làm con xin giữ tròn hiếu đạo, không số sàng không thô lỗ ngơn ngang. Phải nên nói năng nhã nhặn, biết vâng lời giáo huấn của mẹ cha. Bởi thế cho nên trong sách có câu, phụ mẫu chính là vì Phật sống. Muốn việc lành hiểu hành đứng đầu tiên, thập ngoà cưu mang tam niên nhu bộ, phần làm con không sao quên được. Công dưỡng dục cha mẹ ân trọng, đức cù lao lấy lượng nào đông. Cha với mẹ là phước lành tối cao, nếu một mai cha mẹ đã qua đời thì dù cho ta hối tiếc cũng muộn rồi. Chiều nay đứng trước cổng Tam Quan, nhìn những chiếc lá vàng rơi là ta, lòng lâng lâng dạt vào bao nỗi ưu tư. Em mà bỗng đâu xuất hiện trong con hình ảnh thân thương của hai đấng sanh thành. Chiều vào thu nỗi niềm khắc khoải, liên tưởng đến ngày cha mẹ phải đi xa. Vì
lá già không dựa được ở trên cây, cha mẹ tuổi già cũng phải rời xa dương thế. Mất cha con sống quá, mất mẹ con sống bơ vơ một mình. Chợt tỉnh khắp trần gian, lời kinh kệ đã xoa tan bao phiền nào. Hỡi những ai là người con hiếu thảo, mau quay về Tam Bảo để cầu sinh. Chắp tay khấn vái Phật trời, cầu cho cha mẹ sống đời vợ. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phường Phật khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo Phật pháp, làm lành cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ giá hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chỉ tu học vững bền, xa bê khổ nguồn mê chống quay về bờ giác.